turn it off. Đó là những office, những nhân vật lớp mà mình đã tìm ra với những cái office rất là đặc biệt mà đối với bản thân mình thì mình thấy nó khá là chất. Và các bạn nghĩ sao về cái những cái office mình tìm như thế này? Và các bạn hãy để lại comment cho mình biết nha. Và các bạn cũng muốn mình tiếp tục cái series tìm những cái office dạo dạo trên tất cả các người chơi trên ROBLOX như thế này hay không? Nếu có thì cũng để lại comment nha. Và cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này. Chúc mọi người cái tốt lành. Sayonara.